Review và hướng dẫn anh em chơi chiếc Flycam rẻ nhất có định vị vệ tinh GPS và động cơ không chổ than, giá chỉ có 750.000 ZD012. Hôm nay chúng ta sẽ cùng review chi tiết cũng như là hướng dẫn anh em sử dụng mẫu Flycam này nhá. Đây là mẫu Flycam ZD012, một chiếc Flycam trong tầm giá rẻ chỉ 750.000 lại được trang bị động cơ không chổ than, có định vị vệ tinh GPS, gần hết pin, mất sóng, tự động bay về. Khoảng cách bay xa thực tế theo như linh kiện RC đã test thì nó rơi vào khoảng dưới 100m và thời gian bay thực tế là 6 đến 8 phút cho một viên pin, một lần sạc pin. Sau đây mình sẽ hướng dẫn anh em sử dụng chiếc Flycam ZD012 này nhá. Đầu tiên anh em bật tay cầm này, thứ hai là bật máy bay lên nhá. Đặt con Flycam dưới một mặt phẳng, sau đó ấn nút nguồn này. Việc của anh em rất là đơn giản, chúng ta sẽ cần phải chơi ở ngoài trời không gian rộng để nó bắt được đủ tín hiệu vệ tinh, nó sẽ cất cánh được. Trên tay cầm của nó thì có một số nút cơ bản, đó chính là nút bật tắt GPS. Thì lúc nào anh em bay ở ngoài trời thì cũng nên để chế độ là mặc định của nó là bật GPS nhé. Cái này là nút reset cân bằng, reset lại GPS. Thì nếu như mà chiếc Flycam có bị va chạm, tác động thì anh em có thể ấn nút này để reset nó lại. Anh em ấn nhé, đèn nó nháy này, đèn nháy nhanh này. Anh em xoay này, xoay thuận chiều kim đồng hồ. Đấy, nó sẽ kêu tít một cái. Sau đó anh em chúi cái đầu của máy bay xuống, lại xoay tiếp này. Đó, nó kêu tít tít phát nữa là được rồi anh em ạ. Trước khi gửi máy về cho anh em thì linh kiện RC đã reset cho anh em rồi. Anh em không cần phải làm bước này. Nếu như anh em nào thích thì làm thôi. Và anh em vừa mới nghe tiếng bíp dài một tiếng và đèn trên máy bay nó đứng im này, là lúc này chiếc Flycam đã nhận được đủ tín hiệu vệ tinh rồi. Như thế này thì chúng ta có thể cất cánh được rồi anh em ạ. Và anh em chờ thêm khoảng 30 giây đến 1 phút nữa cho no hẳn sóng vệ tinh đi, nó sẽ giữ vị trí tốt hơn. Lúc này thì để cất cánh nó nhé, anh em sẽ gạt cần bên trái lên này, là nó sẽ khởi động cánh quạt. Đó. Rồi bây giờ giới thiệu với anh em các nút trên tay cầm nha. Nút này là nút bật tắt GPS này, nút này là nút khởi động này, nút nó cũng giống như là nút gạt trên, gạt lên trên xuống này. Thì nút này nó cũng là mở khóa động cơ này. Đó, nó cũng tương tự nhau. Rồi, nút này vừa rồi giới thiệu với anh em là nút reset này. Nút này là nút tự động bay về, có nghĩa là khi mà chiếc Flycam bay xa, anh em ấn nút này thì nó sẽ tự động nó bay về. Nút này là điều chỉnh cam lên này, nút này là điều chỉnh cam xuống nhá. Nút này là trên này là nút điều chỉnh tốc độ bay, quay phim, chụp ảnh này. Nút này là nút nhào lộn nhá. Nhào lộn thì nếu như anh em bay ở môi trường mà có GPS thì nó sẽ không nhào lộn được, còn nếu như mà bay ở trong nhà không có GPS, tắt GPS đi thì nó mới sử dụng được tính năng nhào lộn. Ok, bây giờ sẽ thử cất cánh nhá. Rồi, cất cánh này. Đó, nó sẽ giữ được vị trí như thế này. Đây là chiếc Flycam có GPS, vì vậy cho nên là nó sẽ cố định được vị trí nhờ sóng định vị vệ tinh. Và khi mà nếu như mà có gió thổi kéo nó sang một bên này, có GPS nó vẫn sẽ tìm cách quay về vị trí cũ. Đó chính là tính năng của GPS mà anh em cần phải có. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng hướng dẫn anh em điều khiển nhé. Anh em cần bên trái này là lên cao này, xuống thấp này. Đó, xoay đầu này, xoay đầu sang phía bên nào thì nó đầu nó quay về phía bên nào thì tiến nó sẽ tiệm về tiến phía bên đấy. Xoay đầu này, cần bên tay phải này là tiến này, lùi này, bay ngang sang phải, bay ngang sang trái. Ok, vậy là đã hướng dẫn anh em sử dụng chiếc Flycam ZD012 này rồi. Đây là mẫu Flycam giá rẻ và có định vị vệ tinh GPS để anh em tập bay tập chơi. Và khi mà nó nhận được đủ tín hiệu vệ tinh no sóng thì nó sẽ giữ cố định vị trí như này, hỗ trợ anh em rất tốt trong quá trình mà tập bay Flycam. Để kết nối điện thoại với camera của máy thì anh em quét cái mã QR này này, nó sẽ ra một cái app là KIUFO nhé. Đây này, cái mã này này mình đã tải về rồi. Hoặc anh em quét mã này nhỉ, trong quyển sách hướng dẫn sử dụng nó có cái mã QR code này, anh em quét vào đây. Đó, thì nó sẽ ra cái đường link để anh em tải về, hoặc là anh em lên App Store hoặc là CH Play anh em gõ luôn này, KIUFO này, nó có tên trong cái tờ giấy này, KIUFO này. Đó, anh em tải về, tải cái app này về nhá. Sau đó để kết nối với con máy bay thì anh em sẽ bắt vào cái sóng wifi của chiếc Flycam phát ra. Nó sẽ phát ra một cái sóng wifi. Đây này, tên của nó là Flow Wifi này. Đấy, anh em kết nối vào đây nhá. Cái mạng này nó chỉ là mạng để truyền nội bộ, truyền hình ảnh về điện thoại cho anh em thôi. Nó sẽ không có internet được. Đấy là điều chắc chắn rồi, anh em chỉ cần kết nối vào thôi. Và điện thoại này, nó sẽ hỏi là không có internet có sẵn, có muốn kết nối không, thì anh em dễ luôn kết nối nhá, giữ kết nối của nó. Sau đó anh em vừa vào cái app tải về này, vừa tải về này, KIOFO, anh em ấn vào Start này. Đó, thì anh em sẽ thấy được cái hình ảnh truyền về thôi. Đó, kết nối của nó cũng rất là đơn giản nhé.
anh em chỉ cần bắt vào sóng wifi và giữ nguyên cái sóng wifi đó, không chuyển mạng khác, sau đó vào trong cái app thì sẽ thấy hình ảnh truyền về. Nếu máy bay bị va chạm dẫn đến mất cân bằng thì anh em có thể reset lại cân bằng cho chiếc flycam nhá. Đầu tiên anh em đặt máy bay xuống một mặt phẳng này, sau đó gạt hai cần về hai góc hai bên này, gạt hai chéo hai cần về hai góc hai bên này nhá. Đèn nó sẽ nhấp nháy này, nó kêu sẽ kêu và đèn nó nhấp nháy. Đó, như thế này là reset lại cân bằng để máy bay bay cân hơn anh em nhá. Vâng, vừa rồi Linh Kiện RC vừa hướng dẫn anh em sử dụng chiếc flycam giá rẻ chỉ 750.000 một chiếc flycam có động cơ không chổi than và mạch định vị vệ tinh GPS ZD012. Anh em nào có thắc mắc gì hãy để lại comment ở bên dưới để Linh Kiện RC giải đáp với anh em nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Cảm ơn anh em rất nhiều.